All right, what's good, family? We got us another Vietnamese story. Let's get cracking. Oh yeah, y'all know what we're gonna do. We're gonna read it one time in Vietnamese, and we're gonna describe it one time using real time language in the form of English. All right, let's go. So hai mươi bảy. Cậu bé muốn trở thành ông trời. Ngày xưa có một cậu bé rất nổi biếng. Nhà cậu rất giàu, nhưng cậu không bao giờ làm việc gì. Cậu ta nói với mọi người: "Ta không muốn làm việc, ta muốn làm vua. Vua chẳng phải làm gì cả." Thầy giáo của cậu nói cho cậu biết: "Vua bận hơn nông dân rất nhiều, vì vua phải quản lý cả vương quốc." Cậu bé lại nói: "Nếu thế, ta muốn làm ông trời. Ông trời chẳng phải làm gì cả." Thầy giáo giải thích cho cậu rằng ông trời bận hơn vua vì ông trời quản lý ở cả thế giới. Nhưng cậu bé không nghe, vẫn nói rằng cậu sẽ làm ông trời. Một hôm thầy giáo và cậu bé đi chơi. Trên đường họ gặp một cô gái trang ngỗng. Cô gái hỏi: "Chào các vị có thể trang ngỗng giúp tôi được không? Tôi muốn đi dục hội làng." Thầy giáo hỏi: "Những con ngỗng này của ai?" "Hôm nay là Chủ nhật, ngày của ông trời. Đây là ngỗng của ông, của trời." "Đây là ngỗng của trời." Thầy giáo liền nói với cậu bé: "Con nghe thấy chưa? Vì con là ông trời, con hãy đi chặn ngỗng đi." Cậu bé không thể nói gì, đành đi chặn ngỗng suốt buổi chiều. Đến tối, cậu thề sẽ không bao giờ trở thành ông trời nữa. All right. Here we go. Number 23. The boy who wanted to be God. One day, there was a very lazy boy. Once upon a time, there was a very lazy boy. And he came from a very wealthy family, and he never had to work. And he would tell everybody, "I don't ever want to work. You know, I want to be king, because kings don't have to do nothing." And the boy's teacher told him, try to make him understand, the king is busier, much busier than the farmer, because he has to govern the whole kingdom. And so the boy then said, "If that's the case, then I want to be God, because God really ain't got to do nothing." And the teacher explained, to the boy that God is even more busy than the king, because the king has to govern the whole world. But the boy didn't hear, and he kept on saying that he wanted to become God. So one day, the teacher and the boy were out for a walk, and along the way, they met a woman who was tending to geese. And she asked him, "Hello, young gentleman. Could you gentlemen do me a favor and take these geese out to pasture? I want to go to the festival. I want to go to the village festival." And then the teacher asked, "Now, whose geese are these?" "Today's Sunday, God's day. So these are God's sheep. These are God's geese." "Yeah, these are God's geese." And so the teacher then said to the boy, "Hey, boy, you hear that? Because you God, you have to go and tend to these geese." And so the boy couldn't say nothing. He had to take the geese all day, all evening. And when he had to take the geese all afternoon. And when the evening came, he swore
that he never wanted to be God again.